Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rồi, quý vị và các bạn có khỏe không? Hôm nay mình được đi làm về sớm mọi người ơi. Và theo cái lời yêu cầu quý khán giả thì mình đã vào xem một YouTube này cũng là một fan hâm mộ của Thiền Am và Vũ Trụ ở nước ngoài. Đó là kênh của anh Lộc Lê. Thì anh Lộc Lê vừa báo tin cho mọi người có một tin rất là vui về sự việc bé Jimmy. Thì sắp tới thì có thể là bé Jimmy sẽ có được cái sự giải thoát cho mình trong cái cuộc đời. Sau khi cái video clip lần thứ hai của bé Jimmy được đưa lên và có cái chi tiết là giấy tờ đã bị giữ hết, không có thể đi xin việc làm mà có thể là đi ở ngoài đường và làm những cái nghề mà xã hội không cho phép. Thì sau khi nghe được đoạn video clip đó thì có một cái vị đại gia, theo thông báo của anh Lộc Lê đó, vị đại gia sẽ được giấu tên, mà không biết vị đại gia này ở Việt Nam hay nước ngoài. Thì vị đại gia này đã có những cái xúc động rất mãnh liệt và rất là thương cho số phận của bé Jimmy. Do đó là vị đại gia này yêu cầu Lộc Lê sẽ là cái cầu nối giữa bé Jimmy và vị đại gia này, và vị đại gia này sẽ nuôi dưỡng bé Jimmy, cho đi ăn học, mà cho thậm chí là cũng có đi du học thì cho đi luôn, và sẽ giao cho bé Jimmy một cái căn phòng ở ngay giữa trung tâm quận 1. Căn phòng này là căn phòng đẹp gấp 3 lần căn phòng của bé Jimmy mà hôm rồi có một số YouTuber quay đó quý vị. Thì quý vị thấy rõ ràng, có khi là trong cái họa thì nó có cái phúc, khi mà phước phần đã đến thì khó ai tránh kịp. Tại sao một cái người dưng xa lạ, một cái người mà không hề quen biết mà lại có một cái hành động rất là có ý nghĩa như vậy? Có thể là trong cuộc đời người ta cũng đã trải qua một cái giai đoạn tứ cố vô thân, không gia đình, không bạn bè, không bà con, không dòng họ. Do đó có thể là người ta đã thấm hiểu được cái tình cảnh của éo le của bé Jimmy thực tế như thế nào. Người ta cảm thấy là người ta đã đi vào lòng của người ta, và đó là một cái mà phát tâm của một cái người mà biết yêu thương người khác. Thì đây là một chi tiết rất là hay. Thì nếu bé Jimmy có vô tình xem được video clip này thì hãy nhanh chóng liên hệ với anh Lộc Lê qua cái số điện thoại đây, cái kênh là anh Lộc Lê nè, Lộc Lê Lê Lộc, qua cái số điện thoại là cộng 1 657 271 6593. Thì cái vị đại gia này là sẽ cho vệ sĩ có thể là đi theo bé Jimmy để bảo vệ, và có thể là thuê luật sư để mà làm ra ngô ra khoai cái sự việc bé Jimmy đã tận trình đâu theo hai cái video đó. Thì đây là một cái chi tiết rất là mới, rất là mới sau những cái chúng ta xem là chi tiết này rất là mới và rất là hay. Nếu mà bé Jimmy có nhận lời được thì những cái thuyết âm mưu của chúng ta, những câu chuyện của chúng ta dần được sáng tỏ hay là không. Đặc biệt là cái chi tiết mà thuê đệ sĩ và mướn luật sư là hai chi tiết rất quan trọng để mà bảo vệ cho cô bé Jimmy này. Những cái lời của bé Jimmy này nói là thật sự là như thế nào thì nếu có luật sư vào cuộc thì trắng đen sẽ rõ. Nếu chúng ta không có làm gì sai thì chúng ta không cần phải sợ gì cả đó, và sợ vì sự an toàn của bé Jimmy. Thì nghe cái anh Lê Lộc này, anh bảo rằng là sẽ thuê luôn cả vệ sĩ. Quý vị thấy rõ ràng tại sao mà có một cái những số người khẳng định là không có ai thương con bằng cha mẹ cả. Thì chắc có nghĩ là xem được cái đoạn video này thì chúng ta phải xem lại, có thể là người dưng khác họ đem lòng nhớ thương thì làm sao. Quý vị ta đem cái câu đó thì quý vị thấy rõ ràng trong những lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, khi mà cái sự việc nghìn cân treo sợi tóc, có thể bé Jimmy lên nói chuyện như vậy là cũng có cái dấu hiệu mà vi phạm hình sự nữa, khi mà không có đủ chứng cứ, quý vị hiểu không ạ? Nhưng mà người ta đã đưa ra một cái gì đó mà người ta đã vượt qua khỏi cái bản thân mình, là vượt qua khỏi cái giới hạn của sự sợ hãi rồi.
do đó là người ta đã nói lên hết tất cả. Còn mình nói rằng cái sự việc gia đình với Diễm My và Diễm My nên hợp chứ không nên nên hợp chứ không nên nên giải chứ không nên kết. Do đó mình cũng rất là mong muốn là có sự có cái sự mà bình tĩnh giữa hai bên. Con mất cha mẹ cũng không nên, mà cha mẹ mất hơn con cũng là điều cũng không đúng. Nhưng mà bây giờ thì đã đến nước này rồi thì chắc có lẽ là đạn sự tùy duyên. Thì mình nghe được cái tin này, mình không tin đó, vì mình phải qua đích thân đi qua bên cái kênh của anh Lê Lộc để mà nghe. Thì anh đã nói như vậy thì thực sự là nếu Diễm My đồng ý thì cái thông tin này chắc chắn là sẽ được kiểm chứng trong tương lai. Nhưng mà đây cũng là một cái tin vui cho bạn Diễm My. Đây, chúng ta sẽ nghe một cái mối chân tình của anh trích trong cái video clip của anh Lộc Lê. Các bạn có thể là qua nghe có rõ ràng. Thì mình nói giờ mình làm là mình cũng muốn người thật kỳ thật. Do đó là mình chỉ trích một cái đòn để cho quý vị nghe như thế nào. Ok. Không cần phải trốn vui, trốn dỗi nữa. Không cần phải ngủ lề đường hay này nọ nữa. Thì cái đó là một cái phước của mình. Thì hy vọng Diễm My sẽ liên lạc Lộc Lê để mà có một cái chỗ ăn ở đàng hoàng, mà được sung sướng nha, lo từ A tới Z luôn, cho đi học đàng hoàng hết, có người đưa đón, có gia đường, có vệ sĩ đi theo luôn. Thì đó là một cái tin vui, rất là vui, là một cái tấm lòng Bồ Tát của một vị đại gia này. Thì hy vọng Diễm My chấp nhận mà về ngay Sài Gòn luôn nha, cho nên đừng có sợ ba má, đừng có sợ ba mẹ. Có vị đại gia này ở nhà dạy mình, vị đại gia này thì đừng có sợ. Thì hãy liên lạc cho Lộc Lê nhé. Thì nói chung nó tóm lại vị đại gia này đó cũng có tiếng tăm ở Sài Gòn. Đấy, quý vị thấy thì anh Lộc Lê nó đã chia sẻ như vậy rồi. Thì mình muốn dẫn chứng một tí xíu để cho cái lời nói của mình cũng là một cái lời chia sẻ, chứ không phải mình nói xui xui, mình tự mình nói ra rồi tự mình nói là có một vị đại gia nào đó thì nó cái vụ mà phân minh rõ ràng cái đúng sai thì người ta sẽ hoài nghi là mình thằng full game này nó nói thêm nó bớt chứ làm gì có đại gia nào. Thì đó, thì anh Lộc Lê một người cũng là rất yêu mến Thiền Am, sau khi coi những video clip của bên Diễm My, anh ta cũng rất là thương cảm cho số phận của Diễm My. Và vô tình làm sao có một cái vị đại gia rất giàu có, không biết là anh này anh giấu tên, do đó là chúng ta cũng không biết anh này là cái vị đại gia này là ở Việt Nam hay là ở Mỹ. Do vì Lộc Lê cũng là một cái người mà quen biết rất là nhiều cái anh em nghệ sĩ rất nhiều đó. Do đó là thì đây là một cái tin rất là vui, có thể là sẽ kết thúc cái sự việc gia đình Diễm My và cô ta nếu cô ta đồng ý. Và có thể là cô ta sẽ được, sau này cô ta sẽ được tự do khi mà được một vị đại gia này đã đồng ý cho ăn học, cho đến nơi đến chốn, và thậm chí là có thể là đi du học nước ngoài cũng chuyện bình thường. Vì thấy rõ ràng một người không quen biết tại sao mà người ta lại có những hành động như vậy. Những hành động như vậy tính ra rất là tốn kém, nhưng mà tại sao người ta không suy nghĩ được tốn kém đó? Đó là do tâm từ ra mà thôi mọi người, tâm từ ra mà thôi đó. Thì thấy một cái khoảng đời rất là bất hạnh, hay là thấy một cái hạnh rất éo le, thì chúng ta cũng giống như vậy thôi. Nếu chúng ta có thể thì chúng ta làm hết đó. Thì đây là một cái tin rất là vui, mình cũng xin gửi đến cho cộng đồng mạng, những người mà đã có thể là comment với mình, gửi bình luận với mình, bảo rằng là cái tình cảm của bé Diễm My cũng rất là đáng thương. Thì đây là một cái tin rất là tốt cho những cái khán giả đó. Thì mình cũng thấy là cái giải quyết theo cái lối này thì cũng ok, hoặc là giải quyết theo cái lối mà của Thâm Ngữ Cao đưa ra thì cũng đã có rất nhiều cái sự phản ứng của cộng đồng mạng. Thì thôi, giải quyết theo cách này là tốt nhất. Vì nếu mà Diễm My đồng ý thì mình nghĩ sắp tới đây trắng đen sẽ được rõ ràng, và cái sự việc hai video của bé Diễm My phát lên sẽ được minh bạch. Khi mà Diễm My mướn được một cái người sư đứng cho mình rồi và đưa cái sự bao bọc của một đại gia nào đó, thì mình nghĩ ra cái cánh cửa mà bí mật về cái sự việc và hai video của bé Diễm My, cũng như toàn bộ diễn biến mà bé Diễm My
sinh sống như thế nào, thì mình nghĩ là sắp đến tương lai, nếu mà Jimmy đồng ý như vậy thì sắp tới tương lai nó sẽ hiểu rõ hết. Có vệ sĩ, có nhà, có phòng, có người bảo lãnh, thì làm sao là cái điều đó là điều quá tốt, cái điều quan hỷ. Vì thấy rõ ràng trong cái họa thì nó có cái phúc, vì nó rõ ràng. Nhưng mà có một số người thì coi chừng mình đã ăn phúc quá nhiều, coi chừng trong cái phúc nó lại có cái họa. Thì thay vì chúng ta suy nghĩ để giúp đỡ người khác, để tạo phước đức cho mình, chúng ta có thể là bớt nói về người khác một tí, để cho người khác người ta được sống yên vui. Có thể là mình chúng ta nhịn người khác một tí, để cho cuộc sống ôn hòa. Nhưng mà có trên đời này có mấy ai mà làm được điều này mọi người? Nếu mà làm được điều này thì thế gian này sẽ không có cảnh khổ, đúng không? Thế gian này không có cảnh khổ, và người ta sẽ là những người lương thiện thôi, chứ không phải là có những người hung dữ hung hăng, cũng không có những người mà đi mà lừa gạt thế này thế nọ. Thì dẫu nhiên cuộc sống vẫn như muôn màu muôn vẻ. Trong những lúc khó khăn nhất, chúng ta cũng đừng nên tuyệt vọng về cái cuộc đời của mình. Tự nhiên trong lúc khó khăn nhất, như bé Diễm My đã đưa lên một mức khó khăn nhất nhất, nhưng cuối cùng vẫn có bàn tay đưa ra để kéo em này lên. Thực tế là cuộc sống là như vậy. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể thiệt thòi hơn người khác, chúng ta khổ hơn người khác, chưa chắc. Có thể là chúng ta thấy chúng ta như vậy, nhưng mà có khi là có người khác còn khổ hơn chúng ta. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng với cái số phận của mình. Hãy mạnh mẽ lên, vượt qua được cái giới hạn của sự sợ hãi, thì mình sẽ có thể là mình sẽ thành công bước đầu trong cuộc đời mình. Không có gì phải sợ cả nếu chúng ta làm đúng. Không có gì phải sợ cả, không có gì phải ngại ngùng cả nếu thị phi không đúng với chúng ta. Chúng ta sống phải sống trên thị phi, không thể là giống xứ thị phi được. Chúng ta không cần phải ăn thua với người trong gia đình, chúng ta đi ra ăn thua với người ngoài. Thì câu chuyện của bé Diễm My, câu chuyện về Thiện Nam vẫn là một cái điều đó gì đó bí ẩn, nhưng những điều bí ẩn đó sẽ giúp cho chúng ta có những cái suy nghĩ khôn ngoan hơn, có những cuộc sống từ bi hơn, và có nhiều cái tình yêu thương hơn nữa. Thì hôm nay mình sẽ xin báo với những cái người yêu mến về bé Diễm My có một tin rất vui như vậy. Thì cuối chương trình này mình xin đọc lại số điện thoại một lần nữa để cho mọi người nắm rõ nha. Đây là số điện thoại của anh Lộc Lê, quan hệ mà cái số này nói chung là điện cũng rất khó nha. Cộng 1 657 271 6593. Mọi người xem lại một lần nữa nha. Ok, bé Diễm My có xem được chia sẻ của Phương Kim Mobile thì hãy nhớ, nếu mà có mà muốn liên hệ với anh Lê Lộc thì hãy liên hệ số điện thoại này nhé. Ok, để mình để gần lên cho mọi người. Ok, xin chào và tổng chào tất cả mọi người nha. Bye bye.